Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Top 5 của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai mẫu xe Honda Way Alpha và Honda Vision. Đây đều là hai mẫu xe bán chạy nhất của Honda trong năm 2020. Và video ngày hôm nay, Top 5 sẽ giới thiệu qua một chút đi các bạn. Đây đều là những phiên bản mới nhất năm 2021 các bạn nha. Để xem có điều gì đặc biệt trên cái mẫu xe này mà người dân Việt Nam chúng ta lại ưa chuộng đến như vậy. Hiện tại hai mẫu xe kể trên ấy đang chiếm tới 40% tổng doanh số bán xe của hãng Honda trong năm 2020. Và theo như báo cáo của Honda Việt Nam ấy thì doanh số bán xe máy của hãng Honda trong năm 2020 đạt hơn 2,14 triệu chiếc. Nó giảm đi khoảng 16,7% so với năm 2019. Trong khi đó thì cái mẫu xe Honda Vision ở đây các bạn đang theo dõi là mẫu xe bán chạy nhất các bạn nha. Với con số rất ấn tượng lên tới là 498.170 chiếc, chiếm tới 23,3% doanh số bán xe của hãng Honda. Đây là một phiên bản màu xanh, phiên bản xanh đậm các bạn nhé. Đây là một phiên bản cao cấp. Và hiện nay trên mẫu xe Honda Vision năm 2021, Honda đã trang bị thêm một phiên bản nữa, là một phiên bản cá tính, có cái phần mâm xe ở phía trước cao hơn một chút để với những bạn nào ấy, nam giới, muốn điều khiển, muốn sử dụng mẫu xe Honda Vision, các bạn hoàn toàn có thể thực hiện các bạn nha. Đây các bạn có thể theo dõi trên màn hình, phiên bản cao cấp rất đẹp và ấn tượng ở đây. Mình sẽ mở phần yên xe ra để các bạn có thể theo dõi luôn. Một chiếc cốp có thể để được một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu cũng như các vật dụng cá nhân khác nhé, khá là rộng rãi luôn. Bình xăng thì vẫn ở trong cốp xe để tạo ra một cái sự thon gọn ở phần phía trước, do đó Honda vẫn đưa bình xăng ở phần trong cốp xe các bạn nhé, chứ không đưa ra ngoài giống như Honda Lead nữa. Và đây có cổng sạc dự phòng 12V, một điểm mới trên mẫu xe Honda Vision trong năm 2021. Ở phiên bản Honda Vision năm 2021 đã bổ sung thêm, như mình đã giới thiệu đến các bạn rồi, một phiên bản cá tính, có những cái màu sắc rất đặc biệt. Mặt đồng hồ ở đây các bạn có thể theo dõi, thay đổi đi một chút ít rồi, kết hợp giữa analog và một màn hình nhỏ LCD. Các nút chức năng phím bấm trên xe vẫn tương tự. Và trên những phiên bản cao cấp trở lên có trang bị chìa khóa thông minh Smart Key luôn, các bạn có thể theo dõi cho mình. Đều là những phiên bản mới năm 2021 các bạn nha. Rất chi tiết và cận cảnh rồi. Hiện nay thì về phần giá bán của mẫu xe này thì mình có thể điểm qua một chút đến các bạn để các bạn có thể tham khảo luôn này. Với cái mẫu xe phiên bản tiêu chuẩn đang có giá bán hiện tại vào khoảng tầm là 29.900.000 đồng. Đó là giá bán đề xuất của hãng. Nhưng về đại lý, giá bán dao động trong khoảng từ 31 đến 31.500.000 cho mẫu xe Honda Vision. Trong khi đó thì phiên bản cao cấp giá đề xuất là 31.790.000. Nhưng về đại lý giá bán vào khoảng tầm 33 triệu các bạn nha. Phiên bản đặc biệt là 32.990.000 đồng. Giá bán đại lý là khoảng tầm 34 triệu. Và cao nhất là phiên bản cá tính có trang bị chìa khóa thông minh Smart Key, một phiên bản mới. Giá đề xuất là 34.490.000 đồng. Giá bán đại lý sẽ lên tới khoảng tầm là 36 triệu đến 36 triệu 500. Đấy các bạn có thể theo dõi cho mình nha. Rất cụ thể chi tiết như vậy các bạn nha. Hiện nay Honda Vision ấy vẫn với một kiểu dáng nhỏ gọn, tinh chỉnh lại một chút về phần thiết kế để trông cứng cáp hơn. Khung xe sử dụng công nghệ dập hàn nhá, laser. Đây là rất ok. Trong khi đó thì mẫu xe Honda Way Alpha ở đây các bạn đang theo dõi trên màn hình, nó có cái doanh số bán cũng cao thứ nhì luôn của hãng. Đó là con số là 396.943 chiếc, chiếm tới 18,5% tổng doanh số bán xe của hãng Honda trong năm 2020 các bạn nhé. Mẫu xe Honda Vision này là một mẫu xe huyền thoại rồi, các bạn chắc chắn cũng đã biết rất nhiều rồi các bạn nha. Đây cũng là một phiên bản mới năm 2021. Ở phiên bản mới này thì Honda không thay đổi quá nhiều, chỉ thay đổi ở phần tem xe thôi, các bạn có thể theo dõi ở đây. Phía trước, yếm trước này cũng như hai bên hông xe có những cái họa tiết Way Alpha và chữ Alpha được làm to bản màu vàng, nhìn rất ấn tượng. Nó đặc biệt nổi bật trên những cái phiên bản cao cấp hơn các bạn nha. Và đây cũng được Honda trang bị thêm lốp trang xịn cho phần lốp của xe, một cặp lốp mới hoàn toàn cho mẫu xe Honda Way Alpha này. Về cơ bản thì Honda Way Alpha không thay đổi quá nhiều, vẫn kiểu dáng thiết kế như vậy nên được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm. Các bạn mua về chỉ cần lên cho mình một số món đồ chơi, ví dụ như là cặp và vành đúc, phanh đĩa ở bánh trước của xe cũng được, cực kỳ ok luôn. Đây mình sẽ mở lên phần yên xe để các bạn có thể theo dõi. Về cái phần cốp của xe cũng khá là nhỏ gọn thôi, các bạn có thể để được một chiếc áo mưa này, một bộ áo mưa và một số các vật dụng cá nhân nhỏ khác. Bình xăng ở đây các bạn có thể theo dõi. Vẫn là một mẫu xe số tiêu chuẩn. Ở cái mẫu xe này, ngoài việc một thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và một chiếc xe số phổ thông, giá rẻ với cái những cái tiêu chuẩn cố định cho một mẫu xe số phổ thông như vậy là đáp ứng đầy đủ các tiêu chí rồi. Hệ thống đèn
hậu phía sau, kết hợp với đó là tích hợp chung với phần đèn xi nhan của xe. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình cho mình nhé. Rất nhỏ gọn, rất đẹp. Các bạn thỏa mái có thể sáng tạo trên cái mẫu xe Honda Way Alpha này. Hiện nay cái hội nhóm của Honda Way Alpha trên toàn quốc cũng rất nhiều các bạn nhé. Kể cả ở Lai Châu mình cũng vậy, cũng có những cái hội nhóm vậy. Đây các bạn có thể theo dõi cận cảnh chi tiết cả hai mẫu xe ở đây. Hiện nay Honda Way Alpha ấy, bao gồm có rất nhiều các màu sắc khác nhau như là đỏ này, xanh ngọc, xanh, trắng, đen, cam. Để các bạn có thể theo dõi, giá bán đề xuất của hãng là 17.790.000 đồng. Tuy nhiên hiện tại giá bán vào khoảng tầm 18.500.000 tại đại lý. Các bạn mà hoàn thành thủ tục đăng ký nữa, rơi đâu đó vào khoảng tầm 20.500.000 các bạn nhé. 20.500.000 cho mẫu xe Honda Way Alpha này. Phải nói một điều, cả hai mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây đều có một thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt di chuyển trong phố, do đó được rất nhiều các bạn quan tâm. Ở đây thì mẫu xe Honda Way Alpha với thiết kế trung tính, do đó là cả bạn nam, bạn nữ đều có thể đi được. Và Honda Vision ấy hầu hết dành cho các bạn nữ thôi. Tuy nhiên ấy thì hiện nay Honda, như mình đã giới thiệu ở phần đầu video rồi, Honda đã trang bị thêm cho nó một cái phiên bản cá tính có vóc dáng là cao to hơn một chút để với những bạn nam nào có thể điều khiển, các bạn hoàn toàn có thể di chuyển các bạn nha. Hiện nay cả hai mẫu xe ở đây các bạn có thể theo dõi đều được Honda bổ sung rất nhiều những màu sắc hấp dẫn để các bạn có thể mua cho mình. Lựa chọn màu sắc theo phong thủy là cực kỳ ok luôn cho những mẫu xe Honda Vision hay Honda Way Alpha ở đây. Đúng với cái giá trị của nó các bạn nha. Hiện nay hai mẫu xe này là thứ nhất, thứ nhì của hãng Honda luôn. Bán chiếm tới 40% liền, một con số rất ấn tượng. Gần như chiếm tới gần một nửa những cái tất cả các cái mẫu xe về doanh số bán ra của hãng Honda cho năm 2020. Và hiện nay tiếp tục cho năm 2021, Honda Vision cũng như Honda Way Alpha ở đây tiếp tục sẽ là một mẫu xe sẽ được các bạn quan tâm rất nhiều. Ngày hôm nay thì mình có quay trực tiếp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh Mô Tô, mà đây là Hưng Thịnh 2 các bạn nhé, ở Cầu Thẫm, Vũ Thư của Thái Bình. Ngoài cái việc giá bán hấp dẫn như vậy thì Honda Way Alpha hiện nay với một chương trình là Du Xuân Honda, năm mới thăng hoa, thì các bạn sẽ được tặng một số những cái món quà tặng hấp dẫn, ví dụ chiếc mũ bảo hiểm cũng như là bộ áo mưa khi các bạn mua những mẫu xe Honda Way Alpha ở đây. Đấy, các bạn có thể theo dõi với cái bảng tablo, một cái quảng cáo giới thiệu rất là chi tiết cụ thể luôn để các bạn có thể lưu ý lựa chọn cho mình trong thời điểm hiện tại. Mẫu xe Honda Way Alpha và mẫu xe Honda Vision mình tin chắc chắn rằng cho năm 2021 này tiếp tục là một con bài chiến lược của Honda cho năm 2021 các bạn nha. Rồi, đó là một số thông tin mình muốn chia sẻ gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký nhiều nữa để ủng hộ Tô Năm nha. Xin chào các bạn ở những video tiếp theo.